đây là cửa biển Đảo nó đi sâu vào trong này. Trong này là thuyền. Bè vó đứng ở đây họ kéo. Bên đấy là lưới sắt thép kéo. Ở trong này đây là những cái mà bà con nuôi hải sản, nuôi con ngao, con nghêu, nuôi ngao với cả nuôi con hàu. Bà con cái treo này nuôi biển, nuôi cái vùng này nó trắng màu, cái vùng bên trong nuôi hết. Trải dài vào mãi trong kia luôn. Cứ thấy những cái nó treo lơ lửng ở trên biển, cái lồng nuôi hàu.